Đây là cái bộ V18 kèm theo chân nhé. Thì bình thường là cái chân này không đi kèm. Còn nếu mà quý vị muốn mua thêm chân thì là sẽ mua thêm chân nhé. Bộ V18 này thì là chúng ta có thể vừa lắp pin 18650 này. Đấy. 18650 này thì có thể lắp 1 đến 2 viên đều có thể sử dụng được. Thì chúng ta sẽ bật vào nút này, ấn giữ và bật nút này. Khi đó sẽ đo vào nút này. Lắp lên nắng rồi đó xong. Đó. Hoặc là cũng có thể dùng cái sạc chân tai si này cắm vào đây nhé, và cắm vào bất kỳ một cái chân sạc dự nào, chân sạc dự phòng hoặc là chân sạc của các cái điện thoại thông thường. Bây giờ mình sẽ thử lắp chân này. Đầu tiên là sẽ lắp cái này vào hai cái chốt này nhé. Đây, lắp vào chốt này, nét nét nét. Đấy, lắp vào hai chốt này xong rồi đó cũng có thể để trên bàn này, hoặc là lắp trên tường hoặc là lắp trên chân. Ta có thể vặn cái này ra trước nhé, sau đó là cần Xòe cái kéo chân. xe xe ba cái chân này ra đấy và đẩy đó. Cái này đấy có thể cái kích thước có thể tùy chọn nhé, mình có thể cho nhỏ lại hoặc là cho như này đấy. Sau đó là điều chỉnh cái những cái ở trên này. Cái này có thể kéo lên được lên đến trên 2 mét nhé. Và cho chúng ta tháo cái nắp này ra. Đấy, có thể điều chỉnh thêm một cái này nữa. Đấy, lên trên 2 mét nhé. Sau đó là chúng ta sẽ Đổ 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 nước đi, đổ nước chứ. đổ cái dung dịch sát khuẩn vào đây. Thì chúng ta sẽ có thể dùng cái phễu như thế này, nhưng mà nó sẽ không đi kèm với phễu. Nó không đi kèm với phễu, nhưng mà chúng ta có thể dùng những cái phễu như này để đổ cho an toàn nhé. Đổ làm sao mà cái vạch của nó ở bên này này, nó chỉ tầm tầm khoảng như thế này thôi. Cái này có dung tích là tầm khoảng 1 lít, thì chúng ta sẽ đổ tầm như thế này để nó không tràn vào những cái bo mạch, sẽ dễ gây chập cháy. Như thế thì bên điện tử Đại Thắng sẽ không không bảo hành những cái lỗi như thế nhé. Đổ bây cái giờ tờ. chúng bây giờ chúng ta sẽ đổ từ từ nhé, làm sao đổ từ từ, đổ cẩn thận để nó không tràn vào cái bo mạch. Tốt nhất là chúng ta sẽ dùng phễu. Đó. Thì cái mực nước ở trên này này. Đấy, mực nước này nó sẽ lên như này. Chúng ta có thể đổ được lên trên này. Và chúng ta sẽ đậy nắp lại, đậy nắp cao su này cho chặt lại. Không. Và sau đó chúng ta sẽ lắp chân này nhé. Chúng ta sẽ xoay như này. Nó điều chỉnh vừa tầm chán. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh để cho nó vừa với cái chiều cao của con người. Chỉnh cái này, cái này vướng rồi. Chỉnh cái này hoặc là chỉnh cái dưới này. Đây rồi. Đó. Có thể điều chỉnh các cái chúng ta sẽ tiến hành rửa tay đây nhé. Đó. Thì bây giờ nó chưa lên. Đây có các cái mức set khác nhau này. Đây là D3 là nhiều nhất này. D1 là ít nhất này. D2 là vừa vừa này. Đó, có thể rửa cả hai tay nhé.